là một trong những sáng tác của Hương Tràm, và đặc biệt là cô cũng có rất nhiều những nhạc phẩm hit, và nhất là những cái bài hát của cô cũng đã được quý vị thấy, là có những bộ phim cũng đã có những cái bài hát này. Thưa quý vị, nói tới tình yêu thì người ta vẫn nghĩ là lúc nào người con gái cũng đau khổ trong tình yêu, và có một cái cách mà mình về cứ suy nghĩ hoài là làm sao để mình trả thù cái mối tình đó, cái người đàn ông đó họ phụ bạc mình thì làm sao mình trả thù được, thưa quý vị. Và có một cái đáp án mà Giang Ngọc thấy nó rất là hợp lý, là nếu như mình giận hờn hoặc là mình hận một người đàn ông nào đó thì cách trả thù tốt nhất là kiếp sau mình được đầu thai làm con gái của người đó. Quý vị biết lý do tại sao không? Tại vì khi mà mình làm con gái của họ đó, thì cái việc đầu tiên là mình được ở nhà của ảnh, mình được xài tiền của ảnh, mình được ảnh nấu cho mình ăn, mình được hành hạ vợ của ảnh, và quan trọng nhất nữa là ảnh phải chóng mắt nhìn mình đi lấy chồng khác. Và mấy chị vỗ tay mà mấy anh hết hồn sợ quá, về là bảo đảm không bao giờ dám hành hạ mấy bà. Hợp lý đúng không quý vị? Yeah, và bây giờ thì thưa quý vị, chắc Hồng cũng xin thông báo một cái điều rất là vui, là bởi vì vào cái tháng 11 sắp tới đây thì chúng ta sẽ có một cái chương trình, và cái chương trình này đó là live show của Trấn Thành vào tháng 11. Chắc là quý vị cũng biết là hiện giờ thì khi mà mình xem một số những cái show Việt Nam thì mình biết là những cái rap Việt là một trong những cái chương trình rất là hot ở tại Việt Nam. Và bên cạnh Trấn Thành cũng sẽ có một số những cái thành viên của rap Việt, trong đó có Thái Duy Chi, có Pháp Kiều, có Double 2T, và cùng với nhiều ngôi sao khác nữa sẽ hiện diện trong cái live show của Trấn Thành vào tháng 11. Nhưng mà hiện giờ thì cái ngày thì mình chưa có biết được chính xác là ngày nào. Và nếu mà quý vị muốn biết ngày nào chính xác thì quý vị có thể vào cái website của Casino Entertainment để quý vị biết chính xác là cái ngày nào vào tháng 11 là live show của Trấn Thành. Một lần nữa cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và hồi nãy như Hương Tràm đã giới thiệu thì chắc chắn với 6 cô diva trong buổi tối ngày hôm nay, và người cuối cùng cũng là người mà quý vị yêu thương và chờ đợi cho tới giờ phút này, một tràng pháo tay cho phần trình diễn một tiếng hát rất nồng nàn và quyến rũ, nữ hoàng phòng trà, thưa quý vị, ca sĩ gì quý vị? Đúng vậy, Lệ Quyên. Em lo lắng quá, bởi vì là chương trình của bà Trang Cà ít khi mà nó bắt đầu trễ như hôm nay. Và em gần như lúc nào cũng là người bước ra sân khấu trễ nhất, 11:30 khuya rồi. Quý vị hứa với em, quý vị ở lại cho tới những câu hát cuối cùng với em đi. Quý vị hứa đi. Và dù gần 3:30 em phải đi sân bay để bay đi Houston diễn tối mai, nhưng mà dù em chỉ có khoảng hơn 1 giờ đồng hồ để sửa soạn hành lý, lên đường là 3:00 em phải xuống rồi. Nhưng mà em hát xong em vẫn sẽ ra ngoài kia gặp quý vị đấy nhá. Cho tới khi nào mọi người phải không còn một ai chụp hình với em nữa thì em mới về. Được không ạ? Chúng mình chỉ cần hứa chúng mình sẽ ở bên nhau thôi. Cho em xin một tràng vỗ tay quý vị đi ạ. Love you for more quý vị. Dạ vâng, em thì luôn luôn lúc nào cũng nhẹ nhàng, nữ tính, hiền thục ở trên sân khấu thôi nhá. Còn ở ngoài là em khác đấy. Nhưng mà ở đây thì lúc nào em cũng là như thế này. Nhưng mà dù sao thì vẫn có một vài cái sự thay đổi không khí một chút. Ví dụ như các khúc đầu tiên ngày hôm nay thì em sẽ chưa hát những bản trữ tình vội. Em sẽ hát bản remix đầu tiên. Mặc dù là gần đây hơn một tháng, gần khoảng 2 tháng gần đây em ra mắt là 5 ca khúc remix, là 5 bài hit của em. Và đây là bản remix đầu tiên, là ca khúc rất lạ lùng. Thường những bài hát của Quyên thì sau khoảng nửa năm, nhiều nhất một năm, nếu được mọi người yêu mến được thành bản hit rồi. Thế mà bài này tận gần 5 năm nó mới hit. Thôi thì hit muộn, hit sớm gì, cứ hit là được, đúng không ạ? Chính là ca khúc Vì Em Còn Thương. Hôm nay Quyên sẽ hát bản này với bản remix nhá, mời quý vị cùng nghe. Bên đây nhau một lần mà lòng cứ ngỡ
trong năm về sau thoáng đôi chút dại khờ mà thổn thức mãi trong tim còn đau. Mong anh ta mệt nhoài chỉ vì cứ quấn quanh trong nỗi nhớ. Tháng năm như tàn úa con tim mộng mơ. Nếu anh biết một lần rằng em chót lỡ thương nhưng lặng cầm, nếu em chẳng ngộ nhận thì giờ có lẽ không ai bận tâm. Nuốt cay đắng vào lòng tìm một lối thoát chốn duyên đã lỡ. Dẫu trong tim vụn vỡ yêu thương đong đầy nỗi xót xa. Chiêu thoải mái tại chỗ bởi vì cái kiểu remix của Lời Quên nó không làm cho mọi người giật mình hoảng sợ đâu ạ. Không biết nhảy vẫn có thể nhảy như thường ạ. Nhảy như thế này thôi nhỉ. Biểu diễn cho khán giả vùng Cali luôn là khoảnh khắc tuyệt vời nhất. Nói với em câu đấy được bởi vì thực ra là anh yêu tiếng hát của em chứ không phải yêu em. Nhưng nếu anh yêu ai đó mà anh ngồi trên mặt người ta anh quát mặt người ta là I love you. Em sợ là chị ấy hoảng sợ nhá. Anh cứ bình tĩnh nhá, còn với em anh cứ thoải mái đi. Anh cho em nghe lại câu đấy được không ạ? I love you. Hôm nay thực sự là Quên Không Quên mang theo USB của sản phẩm remix này. Và USB thì mọi người có thể nghe ở đâu cũng được. Có thể nghe ở trên xe, có thể nghe ở văn phòng, có thể nghe ở đầu giường, ở đâu cũng được. Cắm vào cái ổ USB là nghe luôn. Chứ nó không phải là chỉ là CD ha. CD thì nó khó hơn một chút xíu. Và bây giờ thì Quyên lại trở lại với Lệ Quyên đây. Quyên lại là Lệ Quyên của quý vị đây. Và ngay sau đây sẽ là tuyệt phẩm của cố nhạc sĩ Thanh Bình, nhạc phẩm Tình Lỡ, mời quý vị nghe. Bây giờ em quay cái lưng lại, hú lớn hơn tí nào. Thank you mà em thấy các chị hú lớn hơn bên kia sướng chứ. Các chị hú lớn hơn mới đã chứ. Thực ra hôm nay tiếng nói của Quyên vẫn còn đầy giọng cảm cúm. Bởi vì Quyên sang đến Mỹ là Quyên bị cảm cúm ngay. Nhưng mà cũng may mắn hôm nay nó cũng đỡ rồi. Nhưng mọi người yên tâm đi. Cũng hên là cổ họng không có sao, chỉ có nghẹt mũi một chút thôi. Cảm ơn quý vị nhiều.
lòng mến thương đâu đây, hỡi người bỏ ta trong mưa mây. Phương trời mình đi xa thêm xa, nghe vào mùa thu sau lưng ta. Anh ơi, thu thiên ta. Ôi người vì ta qua phong ba, có ngọn gì sâu trong tâm tư, mắt lệ mờ huê giữ ấm xưa. Con đường mình đi sau chúng ta, bước vào đời nhau bao lâu nay. Anh ơi, sao đắng cay. Thôi đành vui sâu tâm tư thôi, hết rồi còn chi đâu anh ơi. Hết rồi còn chi đâu anh. Trời mình đi xa thêm xa, nghe vàng mùa thu sau lưng ta. Anh ơi, thu thiết tha. Ôi người vì ta qua phong ba, có ngọn gì sâu trong tâm tư, mắt lệ mờ huê. Con đường mình đi sau chúng ta, bước vào đời nhau bao lâu nay. Anh ơi, sao đắng cay. Thôi đành vui sâu tâm tư thôi, hết rồi còn chi đâu anh ơi. Hết rồi còn chi đâu anh ơi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hôm nay mặc dù em chỉ hát có 5 bài thôi, thế nhưng mà em sẽ chọn 5 màu sắc khác nhau hoàn toàn để tặng cho quý vị. Yeah. Và màu sắc tiếp theo là những tác phẩm rất nổi tiếng trong dòng nhạc tiền chiến của nhạc sĩ Trường Sa và nhạc sĩ Ngô Thụy Niên. Ngay sau đây, một chủ liên khúc gồm có 3 bài hát. Em tạm gọi liên khúc này là Hát Rồi Sẽ Biết. Mời quý vị cùng nghe. Em đảm bảo quý vị có thể hát cùng em được bài nào cũng phải lắm luôn đấy. Dạ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chân em có bao nhiêu lần. Lời dù nán ngón tay buồn, ngàn năm cho xa băng hồn, tươi buồn gây lên bóng mây. Trời còn mây tím đen lá mang nhiều, lang khóc trên mi. Chiều lên đỉnh núi ngang đầu, nhà đường trong hoang sắc sầu, dần vờn xin ngập lối đi. Đang dâng tiếng không khiến tôi buồn, hương hoa thơm cho lá về muộn. Người tìm đến xin gợi nỗi hờn. Vết bước năm xưa nơi vương âm thầm, hàng cây mơ mộng bên đường gọi người khi nắng phai tàn, gọi tình yêu vào đám quên. Hàng cây mơ mộng bên đường gọi người khi nắng phai tàn. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Và dạ vâng ạ, mọi người cứ yên tâm, em xác định là hôm nay overnight không cần ngủ rồi. Chỉ cảm ơn mọi người rằng mọi người sẽ phải thức muộn một chút, vì con biết là không rất nhiều khán giả lái xe xa tới Pachanga để xem show đêm hôm nay, cho nên rằng là phiền mọi người sẽ hơi mệt một chút. Còn em thì được thức, được hát và được chạy show liên tiếp, đấy là điều hãnh diện của em cũng như tất cả nghệ sĩ chúng em nói chung. Cho nên bọn em không được phép mệt ạ. Hát xong, biểu diễn xong hay xong việc thì có thể nghỉ ngơi bù, không sao hết. Hôm nay em thức trắng rồi, thế mọi người yên tâm là em sẽ vẫn hát tiếp ạ. Mọi người chỉ cần hứa với ở lại với em là vui rồi. Và để đáp lại sự yêu thương của mọi người ngồi tận giờ này để nghe Quyên hát thì thực sự là rất là tiếc nếu như cũng có một vài cô chú anh chị có lẽ là cũng không quen thức khuya cũng đã ra về, nhưng mà Quyên thấy là hầu như khán giả từ khi Quyên bước vào đây thì vẫn đang ngồi yên và không ai về cả. Nên Quyên sẽ đáp lại tình cảm đó bằng những cái tuyệt phẩm như thế này cho cái lúc mà sức khỏe không đạt 100% phong độ mà hát những bài này. Quyên nói thật là hát được câu nào là toát mồ hôi câu đó, nhưng không có sao, Quyên sẽ hát bằng tất cả sức lực có thể của mình. Dạ, bởi vì những show tiếp theo là gần như toàn những show dạ vũ thôi, em vừa hát vừa nhảy thoải mái. Còn show hát ở tại rạp như thế này là show mọi người thưởng thức. Đó, em đây. Dạ, và bây giờ mời quý vị cùng thưởng thức sáng tác của nhạc sĩ Lê Uyên Phương, nhạc phẩm Dạ Khúc Cho Tình Nhân. Quý vị cùng lắng nghe ạ. Sau bài này, mình sẽ nghe một trong năm bài remix hay nhất.
ngày em thắp sao trời, chờ trăng gió lên khơi, mà mưa bão tới bờ, một ngày mưa bão không rơi, chiến đấu phải thanh xuân, ướp hôn đậm bên gối đắm say, ánh sao trời theo gió rụng rơi. Cùng sống bao nhiêu ngày hoa, cùng đêm bao nhiêu mộng tàn, dù người yêu dấu trong hồn trời đêm. Vương hoa nở tươi muộn, tình nhân đã xa rồi, đời ngăn cách nhau hoài, một lần thôi đã không thôi, yêu nhau trong lo âu, biết bao lần tha thiết nhớ mong, lá hoa rừng mong gió đường quay về, làm ánh sao đêm lẻ loi, màu tối gương bên đèn soi, ân tình sống vẫn trong đời thủy chung. Đời ai mãi mãi cách xa, dòng nước mắt ngóng tiếng đưa, xin cho lần cuối tình ấy đắm đuối thiết tha, thì có bao nhiêu điều lý xót xa đắng cay trong. Mơ huyệt sâu, mộng đầu xin dài lâu, một vì sao lạc rơi, nghe hồn tên tai bên sông hương khói bay. Ai ân ân đừng phụ lòng ta, nhớ thương sâu xin gửi người xa, khóc nhau trong cuộc đời, giấc mơ xưa khăn phủ vành gió, có yêu nhau ngọt ngào tin nhau, chết bên nhau thật là
Mai sau đây. Bản remix tiếp theo, theo em nghĩ thì đây là bản remix hay nhất, bởi vì nó là bản remix được quý vị yêu mến nhất. Chắc bạn nhạc cho em remix luôn. Ok, em vào remix luôn nhá, anh Phong ơi. Và bây giờ là Nếu Em Được Chọn Lựa remix. Mời cùng nghe ha. Chúc mọi người nghỉ lễ thật vui nhá. Nếu bây giờ được chọn lựa một lần nữa, thì chắc có lẽ vẫn yêu anh như ngày xưa. Nếu bây giờ được chọn lựa điều em ước mơ, thì em tin em vẫn mơ như em từng mơ. Vẫn mơ rằng trong đời này yêu anh mãi. Dù có tiếng nói những đắng cay trong ngày mai, vẫn mơ rằng trong đời này em trao đến ai. Vì tình yêu trong em sẽ mãi, không bao giờ phai. Bởi vì một khi em đã yêu, là con tim em đã dâng trao cho tình yêu. Dù đường tình yêu muốn khó khăn, và đôi khi em biết em không được may mắn. Chẳng cần quan tâm hay hy sinh, mình hy sinh cho ai đó sẽ được những gì. Đã yêu nhau thì sẽ cho ta ngày tháng trong em phung phí. Và nếu bây giờ em đây được nói một lời, nói em còn yêu mãi một người, chẳng có bao giờ em muốn xa rời. Dù ngày mai tới là ngày sau cuối. Và nếu bây giờ em đây được chết một lần, chết cho tình yêu sẽ bất tận. Chẳng có bao giờ em thấy em hận, chỉ cần anh biết em luôn hằng yêu anh. Một lần nữa, chúc mọi người nghỉ lễ thật là vui, thật ấm áp với người thân ạ. Và sẽ tiếp luôn cảm thấy tuyệt vời nhất trong cảnh khác để hát vòng tay của khán giả đã đi. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Một khi em đã yêu, là con tim em đã dâng trao cho tình yêu. Dù được tình yêu muốn khó khăn, và đôi khi em biết em không được may mắn. Chẳng cần khẩn tâm hay nghĩ suy, mình hy sinh cho ai đó sẽ được những gì. Đã yêu nhau thì cứ yêu đi, sẽ cho ta ngày tháng chẳng hề phung phí. Và nếu bây giờ em đây được nói một lời, nói em còn yêu mãi một người, chẳng có bao giờ em muốn xa rời. Dù ngày mai tới là ngày sau cuối. Và nếu bây giờ em đây được chết một lần, chết trong tình yêu sẽ bất tận. Chẳng có bao giờ em thấy ân hận, chỉ cần anh biết em luôn hằng yêu. Chương trình ngày hôm nay một lần nữa cảm ơn tất cả quý vị rất là nhiều đã đến đây và